Thiên chiều tối hôm nay, cộng đoàn chúng ta cùng với hai đại gia đình Tam Quyến cùng có mặt trong buổi chiều hôm nay. Trước hết cùng với đại gia đình Tam Quyến, như chúng ta đã thấy với những chiếc khăn tang màu trắng, và cùng với cộng đoàn chúng ta tiễn đưa người ông cũng như là người cha và người thân thương rất với cộng đoàn của chúng ta, là thành viên trên hơn 30 năm đại giáo xứ của chúng ta, là cụ ông Phêrô Vũ Nghĩa, vừa mới qua đời tại Việt Nam. Và cũng trong tâm tình đó, cùng với đại gia đình của cụ bà Maria Hoàng Lan, Hoàng Loan, con xin lỗi, và chúng ta cũng biết chương trình an táng của cụ bà vào tuần sau. Trong nỗi buồn này, cộng đoàn của chúng ta cũng cùng với tất cả các em thiếu nhi để chúng ta bế giảng một niên học vừa qua. Và chiều tối hôm nay, chúng ta cũng sẽ nghe lời tâm sự, chia sẻ của cô hiệu trưởng, của anh đoàn viên, đoàn trưởng đoàn thiếu nhi thánh thể và của các em thêm sức. Vì thế phục vụ chiều tối hôm nay xem có vẻ hơi bị dài, nhưng con sẽ cố gắng thu gọn lại trong vòng một tiếng. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng hướng về Thiên Chúa, Ngài lên trời, và xin Ngài thứ tha những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Và đàn đạo về nước Thiên Chúa.
và trong một bữa ăn, người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng Gioan đã làm phép rửa bằng nước. Phần các con ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy, các kẻ có mặt hỏi người rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền đến ngày, nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên trước mắt các em, và một đám mây bao phủ người quất mắt các ông. Đang khi các ông còn nước mắt lên trời, nhìn theo người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng, hỡi người Galilee, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa. Biết người
xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt để anh em biết thế nào là trong cảnh và ơn người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia niệm vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Ngài đối với chúng ta là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại và đặt Ngài ngự bên hữu miền trên trời, vượt trên mọi cách trận, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hổ ca đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh, là thân thể Ngài và là sự sương mảnh của đấng chư toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.